Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại tám game. Các bạn cùng mình khám phá tất cả đầu tiên nha. Rich Racing 3. Let's go. Okay, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Amos Mobile Racing. Let's go. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Ultimate. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ tư, Gaston Barre. Let's go.
oh my god, cái này các bạn phải lấy ra. Còn cái này thì may ra qua được, không cũng vẫn có thể nâng cấp lên không qua được. Rồi mình sẽ lại con này. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tập tiếp theo. Infinity Westall. Ok rồi, tiếp tục là ET15 EPK EPK15, let's go. Let's go. Thank you.
Let's go. Ok, tiếp tục nào. Let's go. Rồi, vào đây thì các bạn có thể nâng cấp xe cho mình. Mình sẽ nâng cấp chiếc xe này. Một chiếc xe luôn. Let's go. Thì mình sẽ đua nhanh vào phút đầu. Xem được không? Đã phút đầu rồi.
tiếp tục. Oh my gosh. Ok, so, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Risk collapse. Cấp cho xe của mình, sau đó sẽ đua lên top. Let's go. Vào gara ô tô là let's go. Thank you.
check one. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.